phần nhà bạn. Cẩn thận đó. Đây là cổng thành nhà mạng. Thank you.
chân núi này thì người ta làm đường lên hết. Đây là đường lên lên núi Tù Thiện. Có mấy người sáng sớm mà leo rồi. Thời tôi nghĩ leo rồi tôi leo không nổi rồi. Leo sáng sớm leo bên chùa ở bên cái gì cột cờ đổ mồ hôi hột luôn. Giờ lên đây đoạn rồi lên tới cái chỗ này thôi. Quay flycam thôi. Flycam quay được cho nó quay flycam luôn. Đây là núi Tô Thị nha quý vị. Núi Tô Thị ở thành phố Lạng Sơn. Và 5 tuổi thì không ai biết, nhưng bà hy sinh vào ngày 27 tháng 7 năm 1991. Nhưng bà hy sinh, lúc bà hy sinh thì ở trên núi như ở dưới này là lúc giờ là không có bóng dáng người nào. Cái sân bê tông này lúc giờ nó là ruộng cấy, cây lúa. Nhưng người bị đi tù với bà Tô Thị thì có thật. Đây. Ông đi tù là tôi thấy ông này là chính là tôi. Này là thời mới à? Đấy. Cái này ông này là ông đây hả? Là chính là tôi. 26 năm về trước mà tôi bị đi tù mang đi phạm. Rồi có được giải án cho đến giờ phút này thì chưa được cái gì. Mà ông này thì ông này không phải là nhà báo chính cống, mà ông là giảng viên của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy ông đang học thạc sĩ ở Hà Nội. Ông lên trên Lạng Sơn nó chơi vào đúng thời kỳ bà Tô Thị bà mới đổ rồi mới này. Thế ông nghe dân lõm bõm nói người bảo bị mở miệng nhá, người bảo bị xét đánh đổ. Thế là ông lại không xác minh lại sự thật, ông lại viết bài luôn, bài của ông là thiên về cái dưỡng mình.